Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình thì trước mặt các bạn đây là web mới ra luôn. À, chúng ta sẽ có min 1 đô như mọi khi à, 6 phần à, cho 3 giờ và 6 giờ à, quen thuộc. À, đây thì nhanh chóng chắc chắn là đây có bạn Quỳnh vào rồi này. Cao trang này rồi phạm vi thanh rút tiền lòng hoàng linh tinh. Nói chung là anh em đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Có rất nhiều bạn bảo là đây là cái web của mà mình tạo ra để lừa dối anh em. À, thưa các bạn <laughs> Anh em nào mà biết đây là web mình tạo ra thì cũng tài thật. <laughs> mình mà tạo ra được cái web như này. Thực ra cái web như này thì là do các bạn gửi đến cho mình thôi. Thực ra là dù sao đi chăng nữa thì cái web này nó ra ấy, thì mình không giới thiệu thì các bạn cũng sẽ chơi nó thôi. Um, ok, thì thôi cái 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 đấy ấy, thì những cái kinh nghiệm và những cái sai lầm mà các bạn hay mắc phải khi mà đầu tư ở những web như thế này thì mình sẽ nói ở phần sau. Xong à, mình sẽ có một clip riêng để nói chung như thế này thì nhiều khi anh em không nghe ok thì cái web đầu tiên mình sẽ đi cập nhật rút tiền web trước mặt các bạn đây thì là nó pending rồi à, chắc là cũng chả bạn nào chơi mình mình chơi tham ra là cũng không vấn đề gì ở cái web trước mặt ở đây đây pending rồi thì thôi bỏ ok thì có cái con web mà mình chuẩn bị rút tiền đây thì cũng nhiều bạn đã chốt lời xong và mình thấy rằng là cái con mà mình đang chuẩn bị rút đây này, này, nó tương đối là giống với con mà mình đang chuẩn bị giới thiệu. Các bạn nào mà chơi thì sẽ biết. À, con này ấy, thì buyer uh, Perfect Money thì sẽ rút không về nhưng mà buyer thì các bạn phải vừa nhìn thấy là nó sẽ rút về. Thì cái con đây mình sẽ rút về. Đấy bending này, Perfect Money thì rút uh... Đại khái là Perfect Money thì không về còn BAYER thì sẽ về Ok thì con tiếp theo nó cũng là một con dạng à, à con này thì mình rút về hết tiền về rồi, con này after một ngày thì mình rút hết về rồi, con này không có gì để nói À con này thì mình bị hắc tài khoản, con này thì mình cũng không biết à. Con này mình bị hắc mất tài khoản Đây xem rút được về chưa, con này mình bị hắc mất tài khoản cái dòng quét mà mình chuẩn bị giới thiệu cho các bạn đây nó cũng là dòng quét rất dễ bị hack tài khoản các bạn lưu ý nhé mình nhắc rất nhiều rồi đây con này uh, rút, vẫn rút được này nhưng mà mình cũng không mặn mài con này lắm vì con này mình bị rút tại hack mất tài khoản Nên ra mình vào cũng ít thực ra cái dòng quét này đây cái dòng quét trước mặt các bạn đây dù nó chạy rất là xa kể cả con này nữa nhưng mà con này thì nó sẽ giống cái con mà mình giới thiệu đây này nó sẽ bị bending trong vòng một ngày thôi nó cũng không thể khó mà chạy xa mình cảm nhận là như vậy nó không thuộc cái dòng web chạy sai như này ví dụ như con này nó chạy phải mấy ngày rồi, bốn năm ngày nay rồi mà vẫn rút được tiền mà mình vẫn vào thêm ví dụ như con này mình không bị hack mất tài khoản thì mình vẫn vào thêm chẳng hạn đây nhưng mà dù sao thì dòng web này các bạn cũng không nên chơi quá nhiều chỉ chơi 10 đô đổ lại đây nhìn này mặc dù là chơi nó cũng rất vẫn là bon nhưng mà mình thấy các bạn cũng ít ít chơi trên con này Đấy. nói chung là con bon thì anh em không chơi mà con nào mà đây mình sẽ thêm 12 giờ nữa có nào bon thì anh em sẽ không chơi mà con nào không bon thì các bạn cứ lao đầu vào và các bạn chơi mình cũng không hiểu sao nhưng mà ở gần đây thì gần như là các bạn khi, khi các bạn đầu tư là các bạn uh, tách biệt mình rồi có nghĩa là các bạn không cần mình nữa anh em trả thèm xem chả quan tâm những US các bạn tự chơi riêng mình sau đó thì tự chết <laughs> thì tự chơi thì tự chết thôi Ok Thực ra những video như này là miễn phí các bạn xem cũng chả mất gì à cái con này nữa con này thì rất nhiều bạn hỏi mình nó có lên chơi tiếp không chơi tiếp hay không là việc của bạn thôi chứ còn mình thấy là con này nó cũng không ok lắm mình có cảm giác là như vậy đây con này mình rút hết về rồi thì thực ra mình cũng không biết là các bạn như nào nhưng mình rút hết về rồi mà mình không chơi thêm thật ra rất khó nói để hỏi về con đây. đấy này còn con này con này thì thực ra là đây mình 9 ngày rồi Chạy 9 ngày thì mình thử tiến hành rút tiền này Con này mình thực ra mình cũng vào nhiều Mình quên mất là mình là con này nó chạy mất 9 ngày rồi <laughs> Con này mình quên mất là nó chạy mất 9 ngày rồi thì, thì thì cái điều mình quên mất là nó chạy mất 9 ngày rồi đâm ra mình lại vẫn vào đâm ra nó chạy 9 ngày rồi thì các bạn thôi hộ hộ mình cái Trời ơi! mình quên mất là nó chạy mất 9 ngày rồi. Yeah, sorry anh em là nó chạy lâu quá rồi. Thế nên là mình cũng không kỳ vọng nhiều. Ở trên con này là ra anh nói như nào nhỉ? Nó chạy mất 9 ngày rồi Đây 0.6 mặc dù nó vẫn đang rút được tiền. Hiện tại là nó vẫn đang rút được tiền nhưng mà vì nó chạy 9 ngày rồi các bạn hiểu không? Blend mở biết các thứ 15 ngày mở hết rồi. Đây ngày giấc các kiểu blend nó mở mở hết rồi 24 giờ đây 112 phần trăm không biết là các bạn nào đã ăn ở cái blend này chưa nhưng mà nó chạy chín ngày blend nó mở hết rồi thì thì các bạn hiểu đấy ngay cái ngày đầu mình đã nói cho các bạn rồi thì con này thì các bạn cũng đang bắt đầu có thể sử dụng lãi ra đánh được rồi bởi vì nó chạy chín ngày mà vẫn đang rút được tiền mà các bạn à, anh em chạy chín ngày rồi vẫn hỏi là anh ơi còn lên nữa không tham vậy cái con nào mà nó chết thì các bạn cầm ra các bạn chửi mình à, con này nữa con này thì đây mình cũng vào khá nhiều con này mình cũng cũng có đã vào thêm con này thì cũng ít bạn chơi đấy rất khá nhiều là quét thành công thì anh em ít ít anh em chơi con này mình cũng chả thích lắm ví dụ như con này cũng vậy này con này khá khá nhiều quét thành công thì các bạn chả chơi rất nhiều quét thành công thì anh em không chơi À, đây ví dụ con này cũng thế là con này chạy bao nhiêu ngày rồi con này chạy uh, đâu đó 48 ngày khá nhiều quét thành công nhưng không không là chơi à con này chết rồi Úi dồi ôi, cuối cùng cũng chết <laughs> khá nhiều quét thành công nhưng mà không bạn nào chơi đấy là một cái điểm mà mình thấy con này cũng chạy cũng dài này theo đánh giá của mình con này chạy cũng khá dài huyền thoại của chúng ta nữa huyền thoại thì mình lại đang đầu tư thêm mình lại vào thêm vòng nữa mình khá khá là lặng tay ở trên huyền thoại lại lặng tay ở huyền thoại đây con này mình có vào 20 đô con này con này mình cũng là một con mình đầu tư nhiều thế hai thành thử ra chạy khá bon mình thấy không? nó chạy hiện tại nó chạy khá là bon nhưng mà không ai chơi khổ Ok thằng thằng này thằng này đây mình sẽ tiến hành rút tiền con này mình cũng vào nhiều đây rút tiền này các bạn xem đấy ok thì cũng trả bạn nào vào rất nhiều con anh em không đây 1.51 đấy rất vào ví dụ con này này hỗ trợ trước các kiểu luôn cháu nào đầu tư mệt Nói chung là khi có tiệc cái cái hàng đúng thì các bạn không vào. Còn những cái hàng thực thực ra là nó sẽ có hàng ngon và hàng không ngon chứ không phải là con nào mình ra nó cũng ngon, con nào mà ra ngon thì mình thực ra nó phải con này con kia, có nghĩa là mình phải chơi con này con kia. Nếu như làm YouTube mà chỉ có chơi ở con nào cũng ngon ấy thì làm làm gì đấy, mình đầu tư thêm con này. Ok, con này thì mình vẫn đang đầu tư lớn, con này thì chết rồi, con này thì mình cũng không kỳ vọng gì nhiều. Huyền thoại thì hiện tại huyền thoại thì mình đang uh, đầu tư lớn vào thực ra là mình rút ra như thế này uh, là là, là, để ví dụ cho các bạn thấy là huyền thoại đang ra thôi chứ thực ra là mình đang vào vào khá lớn và mình không muốn rút ra nữa Cũng nghĩa là mình muốn tái đầu tư liên tục ở trên huyền thoại ở trong thời điểm này thực ra là vì cái ngày huyền huyền thoại ấy, cái ngày mà mình bảo là các bạn lên đánh mạnh ấy, thì tất cả anh em đã đánh mạnh rồi đây huyền thoại vào này đấy tất cả anh em đã đánh mạnh rồi thì đây mình sẽ vào thế tất cả anh em đã đánh mạnh rồi và nếu như tất cả bây giờ ấy, thực ra huyền thoại bây giờ các bạn có 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 như nào nhỉ có 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 đại khái là các bạn đã đánh hết mạnh rồi đâm ra là bây giờ mà có ăn ấy à có chết ấy, thì cũng không đừng có oán trách thì mình nữa bởi vì Lúc mình nói là lúc bây giờ là chúng ta chỉ dùng lãi ra để chúng ta chơi thôi đúng không? Lãi ra chơi thì các bạn cần phải gì phải nghĩ nữa. Ok. Ok thì à, có một con nữa mình cũng con này cũng trả tiền về đều Đây, rút lui. Con này cũng đều này, về 6 đô. Con này rút thì hơi lâu một chút. Nhưng con này thì cũng ít bạn chơi vì nó dòng quét dài, cũng ít bạn chơi. Ờ, con này thuộc dạng quét uy tín, thôi kệ nó đi. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem quét của ngày hôm nay. Con quét này là thuộc dòng quét à, mình lại phải dặn lần nữa. Các bạn nếu như chơi thì lên vào một đô thôi. À, vào một đô thử nghiệm ở vòng à, khung mấy mấy lần ấy mình vào thử nó nhiều tiền ấy. Mình vào thử khi mà nó nhiều tiền ấy thì ý rằng là lần đấy mình bị hack mất tài khoản. Nhưng mình vào một đô một đô thôi thì nó lại ok đầu tiên có nghĩa là vòng đầu á mình vào vào nhiều á thì nó bị bị mình bị chúng nó tấn công ngay nhưng mà khi mà cái cái vòng đầu mà mình vào ít ý, mà sau đó thì các vòng sau mình mới đẩy lên tiền ấy thì y rằng là mình còn tồn tại nó còn vào sâu trong y rằng là chết hôm nào mà cố gắng là đánh 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 nhiều và len cho các bạn xem ấy mình cố để mà khi anh em bảo ôi anh ấy gì vào con này cũng mỗi đô đấy nào <laughs> cái cái bước đầu làm video như này mà không thể nào 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 sâu ra cho các bạn hết được tất cả mọi thứ không thì mình đã bị từng bị bây giờ các bạn biết là link facebook của mình đã bị mất rồi này mọi thứ của mình cũng cơ. ố, mình đã chơi nền khác mèo khác à? ố, đăng 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 ký xong chưa? Mình xử xem nào? lại có ông nào chơi mất của tôi đấy thấy chưa? Có ông đến mail đến lệ tên. À không phải đăng ký xong rồi. Ok. Nhiều khi mình còn mất luôn cả tên và mail cơ. Các ông có nghĩa là cái việc mà mình show ra như này cho các bạn khi làm video nó khác với việc là mình làm thật sự. Không thể nào ra được hết cho các bạn nhìn được. Ok thì lãi suất khá là cao đấy. À không không cao lắm. Lãi suất không cao lắm, nhưng mà nền tảng quét thì mình thấy không không ok lắm. Uh, các bạn có thể đánh ở thời điểm này đánh thử blend 6 giờ, sau đó thì các bạn có thể đẩy lên dần. Đừng có đẩy nhẹ, mạnh quá, đẩy nhanh quá ở uh, trên con quét này, độ sang minh kia các thứ cũng ok. Nhưng mà con quét này thì mình lại thấy nó giống con quét ngày hôm qua, có nghĩa là đến tối thì nó sẽ bị chập chờn. đơn ra nếu như có đánh các bạn, các bạn đầu tiên ấy, ở ngày đầu các bạn đánh cho mình hai vòng 6 giờ trước với một đô, sau đó thì các bạn ngóng chờ đến ngày tiếp theo xem tình hình nó như thế nào. Đây như này, đánh như này, hai vòng 6 giờ À, tạm thời đánh như vậy còn sau đó thì các bạn ngóng chờ nó tiếp theo ở các vòng tiếp theo xem có rút được không à, ngóng ngóng những video như thế này của mình để xem nó có rút được không bởi vì các bạn chơi thì các bạn sẽ biết nó là web gì thì xem nó có rút được không thì các bạn lên lên chơi tiếp hôm qua thì con này này mình cũng đã thông báo cho các bạn là có có rất rất nhiều bạn là nghe kỹ con này ấy. thì bạn ấy hôm nay mình livestream ở trên kênh chín tech like thì các bạn bảo anh ơi em vừa ra kịp vừa ra kịp 30 phút sau thì nó chết mày quá không gọi ra kịp thực ra là mình đã dặn con này nào nó nó sẽ không hai thằng này bản chất mình nhìn cảm giác là nó giống nhau nó không thể giống được thằng này đâu không không thể giống được hai thằng này đâu nhá hai thằng này chạy khá là xa rồi nhưng mà nó không thể giống được hai thằng này mình đây cho mình cho bạn xem 6 ngày đấy thằng này chạy 6 ngày chẳng hạn thì thằng này hai thằng này mình đã bảo là Kể thà, thằng này cũng không thể chạy được 6 ngày và thằng này cũng không thể chạy được 6 ngày cùng nắm nó chạy được hai ngày là cùng có nghĩa là hết ngày mai, hết thứ sáu ngày mai là đến thứ bảy là nó đi. Nếu như thằng này mình mình cảm giác là như vậy, còn cũng có thể là nó chạy xa hơn đấy là điều không biết nhưng mà cũng có thể là chạy xa hơn nhưng mà để mà an toàn thì mình chắc chắn là nghĩ rằng là nó không thể được như hai thằng này thế thôi. Còn cũng có thể là chạy xa hơn, ok. Thì các bạn cảm nghĩ sao về quét thể comment ở phần mô tả bên dưới Anh em có nếu như các bạn con này thì mình nghĩ rằng thử một đô Còn các bạn nhiều tiền thì có thể là phang tiếp huyền thoại Thực ra huyền thoại ở thời điểm này nó vẫn còn đang rất là ok Hiện tại ngày của huyền thoại đã chạy như này Chúng ta sẽ phân tích tiếp qua chút huyền thoại các bạn cứ muốn 4 ngày Dưới tầm 6 ngày anh em có thể là tầm có nghĩa là Nếu như mà các bạn thì phang lần cuối đi nếu như các bạn hỏi mình đề phát này các bạn hỏi mình nhé phang lần cuối sau đó thì lấy lãi ra đánh tham thì là tham phát lần cuối đi. các bạn tham lần cuối đi bởi vì đến 6 ngày mình nghi lắm nếu có tham thì tham lần cuối ở đây toàn toàn Việt Nam thôi chứ cũng không có người ấy đâu thì là Đức này comeback này. mình vừa rút toàn Việt Nam thôi đâm ra tham thì có tham lần cuối ở huyền thoại còn con quét này thì các bạn có thể vào một đô vòng 6 giờ cho mình các bạn nhớ những gì mình nói không thì là anh em bảo suốt ngày đúng không? thằng ngày thằng kia đúng không? thực ra là những cái gì mình nói thường là mình thấy là do những cái bạn mà ghen ghét thôi đúng không? nhìn thấy đầu tư được nhiều tiền đúng không? nhìn thấy có nhiều bạn yêu quý đúng không? người ta ghét thế thôi đúng không? nước trong quá thì thường hay không có cá đâu đúng không? <laughs> ok cảm ơn tất cả các bạn thì bạn thực ra ấy, những cái web mà mình thấy nhiều bạn mà chơi thì nó sẽ chết nhanh còn những web nào mà ít bạn chơi thì ít chết không biết là như vậy có đúng không nhưng mà đấy là cái cảm nhận của mình thôi còn cá nhân các bạn nghĩ sao thì có phần mô tả bên dưới nhé cảm ơn tất cả bạn nhớ xem cập nhật link telegram dưới